Hola, chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Tròn. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn những quyển sách về chủ đề tâm linh mà mình đọc trong thời gian vừa qua. Sau một khoảng thời gian theo dõi những video của anh William thì mình cũng bắt đầu có hứng thú để tìm hiểu về tâm linh rồi. Và mình đã tìm đọc một vài quyển sách do anh ấy giới thiệu. Thì cái quyển đầu tiên là Hành trình về phương Đông do Nguyên Phong dịch. Đây là một quyển sách hết sức là popular, hết sức là nổi tiếng rồi và đã có rất nhiều bạn review về quyển sách này, cho nên mình sẽ không nói về quyển sách này nhiều nữa. Ngay cả anh William cũng đã có một video rất là chi tiết và mình thì hoàn toàn đồng ý đối với những ý kiến mà anh ấy đã nêu ra, nên mình cũng sẽ để link cái video đó phần bên dưới chứ mình sẽ không nhắc lại. Có một điều thú vị mà mình không thấy anh ấy nhắc tới, đó là trong quyển sách có một cái đoạn một nhân vật đã nói về việc là những con người hiện đại hiện nay cũng đang xây dựng những kim tự tháp. Thì mình có liên tưởng đến một cái vấn đề trong khoa học hiện nay, đó là không phải họ đang xây dựng những kim tự tháp mà là họ đang tìm cách để hồi sinh một con người. Đó là những người mà họ sẵn sàng để đóng băng cái xác của mình và hy vọng một ngày nào đó khoa học phát triển để có thể hồi sinh mình trở lại và trong một cái kiếp sống khác. Thì cái mong ước đó nó cũng giống như là cái mong ước của những người Ai Cập cổ đại ngày xưa khi họ ướp xác những vị vua chúa để hy vọng vào một cái cuộc sống ở đời sau. Thì mình nghĩ đó chính là một trong những cái thực tế mà quyển sách này đã nhắc tới. Mình không chắc là lúc mà quyển sách này được viết ra thì cái công nghệ đó đã phát triển hay chưa, nhưng mà đó là một cái điểm trùng hợp khá là thú vị. Tuy nhiên thì cái quyển sách này nó mang cái tính chất giới thiệu nhiều hơn, chứ nó không có mang cái tính ứng dụng thực tế nhiều. Và những cái đoạn văn trong này có thể nó sẽ hơi khó hiểu và hơi trừu tượng. Thì anh William cũng có đề cập một cái quyển sách khác là Power vs. Force, mà anh ấy đã làm một cái buổi book talk rất là chi tiết về quyển sách này. Khi mình đọc cái quyển sách đó thì nó đã bổ trợ và giúp cho mình hiểu kỹ hơn cái quyển sách Hành trình về phương Đông rất là nhiều. Nếu các bạn có hứng thú thì có thể xem cả cái buổi book talk của anh ấy ha. Sang quyển sách thứ hai là quyển Hoa sen trên tuyết, cũng do tác giả Nguyên Phong phóng tác. Cái từ phóng tác do mình tìm hiểu ở đây có nghĩa là tác giả sẽ dựa vào một cái tác phẩm nào đó để viết lại cái tác phẩm của mình. Thì mình nghĩ là cái tác phẩm mà bác Nguyên Phong đã dựa vào có thể là Kinh Phật Giáo và Lịch sử Tây Tạng. Cái quyển sách này thì kể về hành trình tâm linh của một người đàn ông Mỹ khi mà ông ấy có dịp tới Tây Tạng và bắt đầu khám phá cái hành trình tâm linh của mình. Cái câu chuyện này nó khá là giống với Hành trình về phương Đông đấy, đó là cũng kể về một người đàn ông mà trên đường đi gặp những người tu hành, những người dân, và họ sẽ nói cho ông ấy những cái tinh thần của Phật học, những cái giáo lý của Phật giáo là vậy. Và cho nên là cái câu chuyện nó khá là bình thường, không có gì phải bàn tới, và cái cách xây dựng nhân vật thì cũng không được tác giả chú trọng luôn. Có nghĩa là cái nhân vật thì nó khá là nhạt nhòa, và cái cách xây dựng nhân vật thì đôi khi cũng thiếu logic nữa. Có nghĩa là những cái người dân á, nông dân bình thường thôi, thì đôi khi họ lại nói những cái giáo lý, những cái giáo điều rất là cao siêu, rất là sâu sắc. Trong khi đó, cái vị mà tu hành kề cận với Đức Đạt Lai Lạt Ma thì lại nói ra một cái câu nói mà mình thấy nó không phù hợp với... Thì mình lại thấy là nó không phù hợp với cái chức vụ của ông ấy chút nào. Nó có một cái sự thiếu hợp lý giữa cái người dân và những nhà tu hành á. Quyển sách có cái điểm sáng đó là giới thiệu cho các bạn một chút về Phật giáo Mật Tông và một chút về lịch sử Tây Tạng. Nếu các bạn có hứng thú thì các bạn có thể tìm đọc. Tuy nhiên thì mình không đánh giá cao quyển sách này bởi vì nó đơn thuần chỉ là giới thiệu và đưa ra những lý thuyết thôi, còn giá trị thực hành thì không có. Câu chuyện thì bình thường, cách xây dựng nhân vật thì cũng không được chú trọng. Có rất là nhiều điểm tương đồng giữa hai quyển sách này luôn. Đầu tiên là về cốt truyện, sau đó là về mục đích. Cả hai đều có mục đích là giới thiệu cho các bạn để làm quen đối với những cái khái niệm đó thôi. Còn rất khó để các bạn có thể đi sâu vào, hoặc là cũng không có cái tính ứng dụng cao. Nhưng mà đấy có thể là khởi đầu khá là dễ dàng, khá là tốt cho cái hành trình khám phá tâm linh của mình. Cái quyển sách tiếp theo cũng là một quyển sách rất là nổi tiếng trong cộng đồng đọc sách Việt Nam luôn, và đã được anh Vui Lên và bạn Thảo Nguyên review rất là chi tiết. Mình sẽ để video của hai người đó ở bên dưới ha. Và đó là quyển Hiểu về trái tim của thầy Thích Minh Niệm. Mình có thể hiểu được tại sao mọi người khen quyển sách này, bởi vì những cái giá trị mà nó mang lại có thể giúp cho bạn thấu hiểu được những cái cảm xúc của mình rõ ràng hơn. Quyển sách này nó giống như là một cái quyển từ điển về cảm xúc vậy đó. Tất cả những cái cảm xúc mà bạn trải qua thì sẽ được thầy Thích Minh Niệm
định nghĩa lại và nhìn nhận nó dưới góc nhìn của Phật giáo. Mình đã đọc quyển sách này 2 lần và mình phát hiện ra một cái vấn đề mà mình không biết cái vấn đề đó là của quyển sách hay là của mình nữa. Đó là cái cách trình bày và truyền đạt thông điệp của tác giả nó thiếu điểm nhấn, thiếu hiệu quả và thiếu tính thực hành. Có nghĩa là sau khi đọc xong quyển sách thì bản thân mình cũng thấy là mình không có gì thay đổi á. Nó giống như là những cái bài viết trên mạng, hoặc cũng có thể là những bài viết trên mạng giống với những bài viết trong này. Những cái bài viết ngắn chứa đựng những cái câu văn rất là đẹp, rất là sâu xa. Đọc thì cảm thấy rất đúng, rất là thấm, nhưng mà đọc rồi thì lại quên ngay, không có để lại một cái ấn tượng gì. Sau 2 lần đọc thì mình vẫn chỉ nhớ được duy nhất một chi tiết. Đó là cái chi tiết lúc mà thầy Thích Minh Điệu đi chôn xác một con chuột. Và lúc đó thầy đã quan sát được cái bản ngã của mình. Và đó là một cái ví dụ rất là thú vị. Từ một cái hành động rất là đẹp là chôn xác một con chuột, mà cái bản ngã của mình đã nhanh chóng và một cách lén lút chuyển thành một cái sự ham thích sự công nhận của người khác. Và nếu như mà thầy không có sự tu tập và quan sát kỹ càng thì có lẽ thầy sẽ không nhận ra được cái sự thay đổi rất là nhỏ đó trong cái bản ngã của mình. Và mình thấy đó là một cái ví dụ rất là... Và mình cực kỳ ấn tượng đối với cái ví dụ đó. Bởi vì sao? Bởi vì đầu tiên nó được kể chỉ định dạng về một câu chuyện. Thứ hai là nó lại kể về chính cái trải nghiệm của thầy, cho nên nó có một cái tính chân thật. Và đó là một cái ví dụ rất là cụ thể. Và sau khi mình đọc xong cái câu chuyện đó thì mình có thể rút ra được cái bài học cho mình. Đó là hãy quan sát cái bản ngã của bạn thật kỹ càng, thật chăm chú và không được bỏ sót bất cứ một phút giây nào. Tuy là một điều khó thực hiện, nhưng mà khi mà mình nhớ về quyển sách này thì đó là cái điều duy nhất mà mình nhớ về. Còn những cái chương khác thì đọc cảm thấy rất hay, rất thấm, nhưng mà nó nhưng mà cái cách truyền đạt thì nó lại không làm mình nhớ. Cho nên là đối với quyển sách này, nói dở thì không dở, nói hay thì cũng không hay. Nói chung ấn tượng nó để lại cho mình khá là nhạt nhòa. Và nếu như các bạn có những cái ý kiến trái chiều đối với quyển sách này thì các bạn hoàn toàn có thể đóng góp cho mình trong phần comment. Mình rất sẵn lòng để lắng nghe những ý kiến đó. Bởi vì có thể cái vấn đề không phải là ở quyển sách mà vấn đề là ở mình. Và cái quyển sách tiếp theo là cái quyển sách mà nó có những cái điều mà quyển sách hiểu về trái tim đang thiếu. Và đó là quyển sách Ai đổ đống rác ở đây. Là những câu chuyện Phật giáo đặc sắc và truyền cảm hứng giúp bạn sống hạnh phúc. Hai cái quyển sách này đều có một mục đích giống nhau, đó là giúp bạn sống hạnh phúc. Mình mượn quyển sách này từ thư viện, mình đã đọc nó 2 lần. Và mình thật sự muốn sở hữu quyển sách này. Nếu có dịp thì mình sẽ mua quyển sách này và để ở nhà. Và đây là một cái quyển sách phù hợp để bạn làm quà tặng cho tất cả mọi người luôn. Đương nhiên hai quyển vẫn có sự khác biệt. Đó là quyển này thì thiên về phân tích về những cảm xúc của con người. Quyển sách này thì nó sẽ không phải là viết về những cái cảm xúc của con người. Nó chỉ đơn giản là kể về những câu chuyện mà thầy Ajahn Brahm đã sử dụng trong cái quá trình giảng pháp của mình mà thôi. Thầy Ajahn Brahm là một giáo viên dạy môn vật lý. Nhưng mà sau đó ông ấy đã bỏ tất cả sang Thái Lan để tu học theo Phật giáo Nguyên Thủy. Và hiện nay đang là thầy trụ trì ở một ngôi chùa tại Pháp, tại Úc, Tây Úc. Và trong cái quyển sách này thì thầy tập hợp lại những câu chuyện mà sư phụ của thầy hoặc là thầy đã sử dụng trong cái quá trình giảng pháp của mình để truyền tải những cái thông điệp mà thầy ấy muốn nói về. Tác giả đã sử dụng những cái câu chuyện và thường là những câu chuyện rất vui, những câu chuyện mà có thể gây cười. Mình đọc lần nào là mình cũng cảm thấy rất là vui vẻ và rất là mắc cười luôn á, để truyền tải cái thông điệp của mình. Và cái điều này đã được khoa học chứng minh. Con người thì có khả năng ghi nhớ những câu chuyện tốt hơn. Và nếu mà những câu chuyện đó có thể gợi cho bạn một cái cảm xúc gì đó thì bạn sẽ còn nhớ nó lâu hơn nữa. Và tác giả đã vận dụng hoàn hảo những cái nghiên cứu khoa học đó vào trong quyển sách này. Đương nhiên là sau một lần đọc bạn không thể nào nhớ toàn bộ quyển sách, nhưng mà cứ sau mỗi lần đọc thì cái số lượng câu chuyện mà mình nhớ nó lại càng nhiều hơn. Chẳng hạn như khi mà mình nghe cái từ đóng rác thì mình ngay lập tức liên tưởng tới cái câu chuyện mà thầy kể và tới cái thông điệp mà thầy muốn truyền tải. Hay là mình nghe tới từ con rắn thì mình cũng có thể nghĩ tới cái bài học mà thầy đã nói đến trong quyển sách này. Và từ đó thì mình có thể thấy là khi mà mình bắt gặp những cái sự vật, những cái hình ảnh rất là bình thường trong đời sống thôi, thì mình đã có thể liên tưởng tới những cái câu chuyện và bắt đầu thay đổi dần cái cuộc sống của mình. Và đương nhiên là mình cho quyển sách này 5 sao thôi, và mình hy vọng là nếu có dịp mình sẽ mua lại quyển sách này. Và cái quyển sách cuối cùng là một quyển sách cũng rất là đặc biệt, mình cũng cho nó 5 sao luôn. Quyển sách này, đó là quyển Bản ngã của tác giả Lawrence Gunnell, một nhà kinh tế học người Pháp. Đó là một cái sự kết hợp rất là thú vị, một nhà kinh tế học người Pháp viết văn và lại viết về vấn đề tâm linh nữa, cho nên cái quyển sách này nó mang
đầy đủ tất cả những cái đặc điểm mà các bạn có thể nghĩ về một nhà kinh tế học. Rất là thực tế, rất là ngắn gọn, rõ ràng, trực tiếp, và tất cả những cái chi tiết thừa thải thì được tác giả cắt bỏ tối đa. Tuy nhiên, chính vì cái sự cắt bỏ tối đa đó của ông ấy mà mình cũng phải trừ mất của ông ấy 0.25 điểm. Bởi vì quyển sách thiếu cái sự mượt mà giữa những cái chương với nhau, hoặc là giữa những cái phân cảnh với nhau, tác giả không có những cái câu văn để chuyển tiếp, để tạo một cái sự mượt mà cho người đọc. Nên khi mình đọc mình có cảm giác nó cứ bị gãy, rồi gãy, rồi gãy vậy đó. Nên là mình trừ 0.25 điểm. Quyển sách có một cái tên rất là ngắn gọn, Bản ngã. Và thật sự nó kể về cái hành trình khám phá bản ngã của nhân vật chính của chúng ta, Alice. Alice là một cô gái vô thần nha, cô ấy không tin tưởng vào tôn giáo. Và cô ấy là một con người hiện đại, năng động nữa. Cho nên bạn có thể thấy cái cách mà cô ấy tiếp cận bản ngã, tiếp cận tôn giáo nó rất là hiện đại và nó rất là khoa học luôn. Tuy là viết về một vấn đề trừu tượng như bản ngã, nhưng mà tác giả viết quyển sách giống như là một báo cáo khoa học ấy. Đầu tiên là định nghĩa, sau đó là phân tích về lịch sử, rồi nguồn gốc, rồi so sánh, phân tích và đưa ra những ví dụ cụ thể, những thử nghiệm để cuối cùng tổng hợp lại và rút ra kết luận. Nghe thì có vẻ khô khan, nhưng mà thật sự thì tác giả đã có thể lồng ghép tất cả những cái yếu tố đó vào trong mạch truyện rất là duyên dáng và thú vị. Nhưng bởi vì có một cái khung sườn rất là chi tiết và khoa học như vậy, cho nên là những cái lập luận mà tác giả đưa ra nó cũng rất là chặt chẽ và logic và khoa học nữa. Một trong những cái điều mình rất là thích trong cái cách mà tác giả kể câu chuyện đó là tuy là nói về những vấn đề rất là phức tạp, nhưng mà những cái từ ngữ nó sử dụng rất là hiện đại, rất là dễ hiểu, và những cái cuộc đối thoại giữa các nhân vật với nhau thì lại rất là vui tính, hóm hỉnh, và nó mang một cái sự hài hước rất là thâm sâu á. Nói chung là có rất là nhiều điểm mà mình cảm thấy hài lòng về quyển sách này, và mình đây là một quyển sách rất là đặc biệt, và mình nghĩ là mình sẽ dành riêng một cái video để nói kỹ hơn về nó. Yeah, và đó là 5 quyển sách về tâm linh mà mình đã đọc trong thời gian gần đây. Mình nghĩ là có rất nhiều quyển sách mà các bạn đã đọc rồi, nên mình cũng muốn nghe những cái chia sẻ của các bạn. Giờ thì cảm ơn bạn đã theo dõi và bye bye.